Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video ngày hôm nay của Tuyển Văn hóa ẩm thực. Như vậy đã không có bất ngờ nào diễn ra vào đêm ngày hôm qua. Thậm chí cao thủ Hàn Quốc đã nhận một trận thua rất nhiều hành đến từ Brazil. Và đây là chương trình bản tin sốt cùng World Cup. Mượn Brazil để sơ hết cả nồi kim chi siêu to khổng lồ, đồng thời né được phải đụng độ sớm ứng viên vô địch, quả là một chiêu bài cao tay của Ronaldo và Bồ Đào Nha. Những tính toán của Cristiano Ronaldo quả thật cứ như Gia Cát Lượng năm xưa với chiêu bài mượn gió bẻ măng. Tất cả hoàn hảo đến mức CR7 sẵn sàng nhận chỉ trích về bản thân để mọi nghi ngờ tan biến, và Ronaldo muốn tất cả phải hiểu rằng Hàn Quốc đã vượt qua vòng bảng với thực lực đáng nể của họ, chứ không phải vì Bồ Đào Nha đã trần văn nhà. Chính tâm lý ấy đã khiến cho nhiều người họ Lạc Tên Quan dám nghĩ đến việc Son Heung-min có thể tiễn Neymar về nước. Uầy, nhưng đời không như mơ. Hình ảnh ấn tượng nhất cho trận đấu giữa Hàn Quốc và Brazil lại là hình ảnh Hoàng thượng liên tục phải truyền thái y để đỡ khó thở, đồng thời yêu cầu book ngay một vé hạng thương gia về thẳng Seoul chuyến sớm nhất ngay sau khi kết thúc hiệp 1. Quả thật những vũ công Samba đã tạo ra một màn hủy diệt quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến cho gương mặt của cầu thủ viên Hàn Quốc chỉ biết hiển thị ly dịch như sau. Em ơi đừng khóc bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sơn dòng mỏng mắt có chút tiếng nỗi phút cuối chỉ vì em đâu hề sai, em đâu thể mãi để trái tim đau. Ngay trong hiệp 1 thì bộ phận y tế của đội tuyển Hàn Quốc đã phải order 11 chiếc máy thở cho các cầu thủ của họ, vì cơn lốc đến từ Nam Mỹ đã khiến cho lượng oxy trong phổi của nhiều tuyển thủ Hàn Quốc xuống mức rất thấp. Trong khi đó các vũ công Samba ngày hôm qua đã có một buổi tập nhảy thực sự là vui hết nấc và nhấc hết cả người. Ngay cả một người nổi tiếng là sống nội tâm như Lucas Paqueta ngày hôm qua cũng chính thức trở thành oppa mới khi anh nhảy sung hơn cả Neymar trên nền nhạc K-pop sau khi ghi bàn thắng cho đội tuyển Brazil. Và có lẽ ngay sau hiệp 1 thì Hàn Quốc đã hiểu cảm giác ranh đồng gặp thách đấu thì sẽ như thế nào. Hôm qua họ đã được thưởng thức một bữa siêu đại tiệc với hành 4 món: hành luộc cách thủy, hành xào chua ngọt, hành muối và hành sốt cà chua đến từ những đầu bếp hàng đầu Nam Mỹ. Một trong những điểm nhấn cực mạnh nữa giúp cho Neymar cảm thấy đôi chân của anh thanh thoát và thoải mái sau trận đấu, đó chính là đôi tông lào này. Nó tạo cho Neymar một sự nhẹ nhàng, không bí bách, và chắc chắn đây chính là đôi tông tăng chỉ số múa và giảm chỉ số chấn thương cho nhạc trưởng của đội tuyển Brazil. Điểm nhấn cuối cùng, gương mặt của nữ cầu thủ viên này cho thấy một thông điệp rất sắc nét: biết thế cho Uruguay đi tiếp thì đỡ phải ăn hành như này. Đấy cũng là thông điệp thay cho tâm trạng của rất nhiều các cầu thủ Hàn Quốc sau trận đấu kể trên. Còn bây giờ hãy cùng với Tuyển Văn hóa đến với phần phỏng vấn với các cầu thủ sau trận đấu. Hello Neymar, chúng tôi muốn hỏi sao hôm trước có thông tin bảo cậu bị chấn thương nặng mà hôm nay đã lại vào sân đá ngay từ đầu sung mãn thế? Tôi rất cảm ơn, nhưng đó là một người khác cũng tên Neymar giống tôi và gặp chấn thương thì cũng ở mắt cá chân với cổ chân giống như tôi, nhưng không phải tôi nhá. Anh ấy thì đúng là chấn thương nghiêm trọng thật và không thể tiếp tục World Cup vì việc đi lại rất khó khăn nên không thể di chuyển tới sân động để xem World Cup được. Còn đó thì không phải tôi. Tôi chỉ bị bong gân mắt cá. Chấn thương nó quá đơn giản, chỉ cần lấy lá bỏng hơ nóng ốp vào chân 2 ngày là bình thường ngay. Nhưng tôi có bảo anh truyền thông ở đội tuyển là cứ đưa tin Neymar chấn thương bỏ ngỏ khả năng tại World Cup để đánh đòn tâm lý với các đội thôi. Nhưng đấy, Neymar đấy không phải tôi à, chứ tôi chả có vấn đề gì. Vậy anh đánh giá như nào về đối thủ Hàn Quốc ngày hôm nay? À, tôi thấy họ cũng đã rất cố gắng rồi. Tôi nghĩ họ cũng chỉ là nạn nhân khi sập bẫy của Bồ Đào Nha và anh Bảy thôi. Công nhận bên đấy anh Ronaldo cao tay thật. Nói thật nhá, tôi chỉ thấy thương Hàn Quốc thôi vì gặp chúng tôi ngày hôm nay. Tôi cũng đã bảo với anh em ở đội là đá từ từ nhẹ nhàng thôi, nhưng ai ngờ bóng cứ đến chân bắt chúng tôi phải ghi bàn, chứ thực ra chúng tôi cũng không muốn. Nhưng phải nói là kim chi ngon thật. Có cơ hội chúng tôi sẽ lại tiếp tục làm một bữa liên hoan toàn kim chi như thế này nữa. Xin chào Son Heung-min, cậu có thể chia sẻ một chút cảm nhận sau trận đấu vừa rồi với Brazil hay không? Thôi được rồi, ok, tôi hiểu cái cảm giác của bạn rồi. Ok, cảm ơn Son Heung-min rất nhiều. Thôi, được may mắn nhá. Ra sân bay sớm đi không lại chữa chuyện nha. Rồi, xin chào.